Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số này, mời quý vị khán giả đến với chuyên trang của huyện Phong Điền với những nội dung sau đây. Phong Điền tập trung đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở, góp phần giúp người dân sinh sống ven sông yên tâm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão. Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lũ trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, gây sạt lở tại nhiều địa phương trong tỉnh nói chung và tại huyện Phong Điền nói riêng, đặc biệt là ở khu vực cả sông. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra, cùng với nguồn lực đầu tư xây dựng của trung ương, của tỉnh, huyện Phong Điền cũng đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở, giúp người dân sinh sống ven sông yên tâm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão. Đây là công trình kè chống sạt lở bờ sông Âu Lâu, đoạn qua thị trấn Phong Điền. Sau hơn 3 tháng triển khai thi công đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô đầu tư với chiều dài 350m, cao độ đỉnh kè từ dương 3,5m đến dương 4,5m. Chân kè có cao trình đến dương 0,4m. Mặt kè gia cố bằng đá hộc và đan bê tông, đỉnh kè bằng dầm cọc bê tông cốt thép. Ngoài ra, công trình còn có một số hạng mục liên quan trên tuyến, gồm xây dựng các cổng thoát nước, bể nước phục vụ giao thông thủy nội địa có chiều rộng 20m. Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Với mục tiêu chống sạt lở các đoạn kè sung yếu, bảo vệ tính mạng tài sản cho hàng chục hộ dân sinh sống ven lưu vực sông Âu Lâu, đoạn qua địa bàn thị trấn Phong Điền trước mùa mưa bão, góp phần giúp người dân sinh sống yên tâm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão năm nay. Tháng năm này khu vực này là toàn lụt, với mùa lụt là lụt to lắm, mà vừa rồi đã lỡ huyện nhà nước quan tâm mà làm cho cái kè thì dân ở đây là 12 hộ là rất là mừng. Qua mùa lụt là đỡ lo. Nhà tôi thì ở gần sông Âu Lâu. Thì hay sạt lở thì lụt về sạt lở thì nhà tôi cũng lo lắng. Cứ nhà nước vì đảng vì huyện quan tâm thì làm cái kè thì tinh thần cũng cảm ơn. Khỏi lo lắng chi hết. Phong Điền là địa phương có nhiều sông, suối và lưu vực của các con sông lớn như sông Bồ, sông Âu Lâu chảy qua. Những năm trở lại đây, tình trạng sạt lở ở các vị trí sung yếu đã ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống ven các con sông này, nhất là vào mùa mưa lũ. Chính vì vậy, cùng với việc chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, theo phương châm 5 tại chỗ, 3 sẵn sàng, huyện Phong Điền đã tranh thủ các nguồn lực của trung ương, của tỉnh và của huyện, tập trung xây dựng các công trình dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Âu Lâu và sông Bồ nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện Phong Điền tạo điều kiện để xây dựng các dự án như kè chống sạt lở qua sông Bồ các năm trước và sông Âu Lâu trong năm nay. Thì đặc biệt là trong đợt này là trong tháng 6 là huyện phê duyệt dự án kè sông Âu Lâu qua thị trấn là với tổng chiều dài là 350m, là với tổng mức đầu tư là 5,3 tỷ đồng, nhằm là gia cố các đoạn sung yếu cũng như là bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, nhất là trong thời điểm mưa bão sắp đến. Việc xây dựng các công trình kè chống sạt lở trên các dòng sông không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân trước mùa mưa bão, mà còn góp phần hạn chế thiệt hại tài sản, ruộng vườn, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân sinh sống ven các con sông trên địa bàn huyện Phong Điền. Thưa quý vị và các bạn, xã phường chính là nơi người dân địa phương trực tiếp đến liên hệ để giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan trong cuộc sống. Chính vì vậy, công tác cải cách thủ tục hành chính ở tuyến cơ sở có vai trò quan trọng. Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông gắn với phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ở xã, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương.
phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Xác định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại xã là bộ mặt giao dịch hành chính quan trọng giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở nhằm đáp ứng tốt về địa điểm, thay đổi thái độ phong cách làm việc của công chức làm việc ở bộ phận này. Tại bộ phận một cửa, mọi văn bản đều được niêm yết công khai danh mục, thủ tục hành chính, nguyên tắc tiếp khách, tiếp dân và quy tắc ứng xử giao tiếp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Cán bộ trực tiếp tại bộ phận một cửa đều thực hiện một cách nghiêm túc để không còn khoảng cách giữa chính quyền với công dân. Nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã đều bày tỏ sự hài lòng, thoải mái trong quá trình làm hồ sơ thủ tục. Tôi là người dân xã Phong Xuân, thường hay đến giao dịch tại xã thì được hết nhìn chung thấy đội ngũ tiếp nhận hồ sơ mở cửa của xã được hết là đón dân thấy niềm nở và tiếp nhận hồ sơ là làm nhanh gọn và trả đúng hẹn thì bản thân tôi thấy là rất là hài lòng và phấn khởi. Là một cán bộ công chức văn phòng thống kê của xã, bản thân tôi nhận thức rõ về cái vai trò ý nghĩa của công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở các cái văn bản của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh, của huyện, thì ở xã hàng năm chúng tôi xây dựng các cái chương trình, kế hoạch nhằm tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã có cái chỉ đạo kịp thời nhằm đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, nó đem đến phù hợp, hợp lý để cho hài lòng ở người dân. Để tạo sự hài lòng cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân luôn chỉ đạo bộ phận làm việc một cửa phát huy hết vai trò trách nhiệm của người cán bộ công chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Ủy ban nhân dân xã đã bố trí công tác cho cán bộ công chức phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Hiện nay, hầu hết cán bộ công chức của xã đều được trẻ hóa, có trình độ đại học và trên đại học, có tác phong lề lối làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình và cẩn thận chu đáo trong giải quyết công việc. Nhờ vậy, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn, luôn tạo được niềm tin phấn khởi cho người dân và các doanh nghiệp đến giao dịch. Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo tất cả thủ tục hành chính đều được chuẩn hóa thành quy trình ISO để kịp thời quản lý và đánh giá hiệu quả trong quá trình vận hành thực hiện công việc của cán bộ công chức tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân đã chỉ đạo cán bộ công chức thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và 4, đồng thời giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến để tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức cá nhân có nhu cầu. Trong thời gian qua, công tác cải cách chính trên địa bàn xã Phong Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và công nhân được nâng lên, hiệu quả công việc của bộ phận một cửa đảm bảo công khai thủ tục hành chính rõ ràng từng lĩnh vực cụ thể giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu biết nắm rõ ràng các thủ tục cần thiết, tạo niềm tin của người dân đối với tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Là việc ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả ngày càng cao. Công việc không để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn. Để nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hoạt động cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng cường triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường thực hiện quy trình 4 tại chỗ cho tổ chức, công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành chính, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, thường xuyên theo dõi, đánh giá và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website tdt.com.vn hoặc fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.